Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh KBiz 24h. Và hôm nay các sao Hàn có thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé! Ra mắt vào năm 2016, sau gần 4 năm hoạt động, Blackpink đã vươn mình trở thành nhóm nhạc nữ Gen 4 quyền lực nhất K-pop ở thời điểm hiện tại. Sự thành công của Blackpink không chỉ đến từ tài năng hay nhan sắc cùng với thần thái sang chảnh mà còn được xây dựng bởi đẳng cấp thời trang trong từng mảnh ghép của nhóm. Bốn cô gái nhà YG không chỉ gây sức hút riêng trong mảng âm nhạc mà còn được đánh giá cao với sức ảnh hưởng trong làng thời trang. Lisa, Jisoo, Jennie và Rosé đều là những gương mặt đại diện của các thương hiệu lớn, thần thái cá tính, sang chảnh cũng làm nên đặc trưng riêng của nhóm nhạc này. Jennie, Chanel sống. Jennie là thành viên đầu tiên được nhà mốt lừng danh nước Pháp để mắt tới ngay sau khi debut không lâu. Trước khi trở thành đại sứ thương hiệu của Chanel tại Hàn Quốc, Jennie được mệnh danh là Chanel sống khi chinh phục xuất sắc các thiết kế sang chảnh của nhà mốt Pháp. Công chúa của YG thổi một làn gió mới đến những thiết kế cổ điển trang nhã mang tính biểu tượng của nhà mốt Pháp. Jennie chứng minh cho sức công phá mạnh mẽ của mình khi lăng xê những thiết kế khó nhằn nhất và biến nó thành hot trend của giới trẻ toàn cầu. Đến cả những ngôi sao kỳ cựu nhất cũng không thể làm ngơ mà đụng hàng tới tấp với Jennie trong những thiết kế Chanel đình đám. Lisa và danh phận nàng thơ Celine. Nếu như Jennie là đại sứ của Chanel tại Hàn Quốc thì Lisa cũng không hề kém cạnh với danh phận nàng thơ của Celine. Ngày 17 tháng 1 năm 2019, Lisa thành nhân vật đầu tiên trong lịch sử có danh phận chính thức với Celine. Nhà mốt Pháp ưu ái Lisa đến mức cô là một trong 3 người duy nhất trên thế giới được Celine gửi tặng chiếc túi Celine 16 có khắc họ tên của riêng mình, LM, là viết tắt tên của cô là Lalisa Manoban. Jisoo, đại sứ Dior Beauty tại Hàn Quốc. Ngay từ khi chưa debut cùng với Blackpink, Jisoo đã được nhà YG hết mực ưu ái với nhan sắc được đánh giá là hoàn hảo như hoa hậu. Chị cả của nhóm góp mặt trong nhiều dự án của nhà YG từ trước khi mà Blackpink ra đời. Vẻ đẹp lẫn phong cách của Jisoo quả thật rất hợp với tinh thần của Dior. Jisoo thành đại sứ của Dior là điều chắc chắn, bởi mỗi khi khoác lên người thiết kế của Dior, Jisoo lại thể hiện trọn vẹn khí chất và thần thái của nhà mốt lừng danh nước Pháp. Chính vì visual đỉnh cao và nhan sắc thuần khiết tựa nữ thần đã giúp chị cả của Blackpink lọt vào mắt xanh của Dior, thành đại sứ chính thức cho dòng Dior Beauty tại Hàn Quốc. Rose, cô giá Saint Laurent đẹp như tranh. Dù chưa thành nàng thơ hay đại sứ như 3 thành viên còn lại, nhưng Rose từng được tạp chí thời trang danh giá của Úc, Rose, ví von là cô gái Saint Laurent hoàn hảo như tranh. Mỗi lần dự show của Saint Laurent là từ khóa Rose tại show Yves Saint Laurent vọt lên top trending toàn cầu, đủ chứng tỏ sức hút của Rose với Saint Laurent mạnh mẽ đến thế nào. Từ phong cách đến nhan sắc của Rose đều toát lên nét nữ tính ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ gai góc và sức sáng tạo vô biên. Vậy nên không có gì là ngạc nhiên khi mà Rose lại nổi bật được tinh thần của Saint Laurent, điều mà không phải ai cũng làm được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của sao Hàn đến từ KBiz 24h các bạn nhé.